Ủa bữa nào Dạ chị yêu. Nào chị yêu. Em cũng chưa biết nữa, muốn ra cập nhật nè, nhưng mà chắc là không không hết 6.000 vé đâu. Không phải 6.000 vé đâu, nhưng mà như vậy là cũng mừng rồi đó chị. Chị hôm bữa mình gặp ở chỗ Thả Diều phải không? Đúng rồi. Dạ chào anh. Đi được cái lộc nè. Ờ vậy hả? Hôm nay chị trúng luôn hả? Trời ơi hên quá. Chị rất là dễ thương nè, hôm bữa bán luôn, tranh thủ vừa bớt khách là dọn về luôn. Vậy đó hả? Nói là dọn sắp lẹ lẹ. Trời ơi. Tranh thủ rồi. Hên còn ba vé cuối cùng. Quyết. Vậy hả? Ừ. Còn ba vé cuối cùng. Dạ. Lần sau thì chị sẽ đặt tiếp. Lần sau đặt vé trước ha. Lần sau sẽ đặt tiếp trước. Nói với kinh phí rất là nhiều. Dạ. Đi đâu cũng mừng cho. Cũng đỡ đỡ. Hôm nay em nghĩ chắc cũng 2.000 mấy. Đúng rồi, dạ. 2.000 mấy. Cỡ đó. Dạ. Hy vọng là cũng quề được bà con cô bác thôi. Dạ. Cũng đỡ. Không, sẽ có một số người rất là nhiều người ta không biết đó. Dạ. Chứ không phải tại vì. Nhưng mà lần sau sẽ đông hơn. Với bà đừng có bình luận. Dạ. Đó, nãy giờ like. Cảm ơn anh chị nhiều nghe. Hẹn gặp lại ở những show sau. Nếu mà ở Long An nữa là nhất định phải đi nữa nghe. Cảm ơn chị yêu nhiều lắm. Tắt đèn rồi hả? Cảm ơn chị, hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Đó. Cuối cùng là cũng đã xong, đã chút được một cái áp lực trên vai xuống rồi cả nhà ơi. Dạ. Chị ơi, chương trình đã xong rồi, chị mừng không? Dạ, mừng rồi, mừng. Dạ, dạ. Thấy các em rất là vất vả. Dạ. Ngày thế này nên thấy ai cũng da cũng đen. Khó đi chăm da lại nha. Dạ, em sẽ qua bên Đen A Khe chăm da lại. Dạ. 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 Chắc là mai là vui nhất đó. Sao vậy? Hết vất vả rồi. Đúng rồi, tất cả tụi em đều mừng hết. Tại vì là coi như chương trình đã hoàn thành. Bà con cô bác ủng hộ cũng tương đối. Nói chung là không có hết 6.000 vé. Không có hết 6.000 vé. Cái lần này rất là vui là mấy chị em mặc đồ loco hết ha. Dạ. Hai chị em mặc giống nhau luôn. Đúng rồi, hai chị em mặc giống nhau. Nhưng mà khác em với chị theo khác nhau trời một vực. Sao vậy? Trời ơi, em mặc trùng tới ấy luôn. Còn chị Thêu mặc rất là đẹp bà con cô bác. Đồ của loco luôn. Hôm nay giống ngày hội của loco hay gì á. Loco cái luôn kìa. Bữa nay mặc cái áo da đỏ. Đẹp ha, rất là đẹp luôn. Hay là lên cho team xong rồi mình mặc mình đi ở dưới cánh gà. Trời ơi chị ơi, tụi em chỉ là sau cánh gà thôi. Không đâu. Em chỉ cần ít hột lại nhưng mà xanh đậm chuối. Chị yêu ơi, chị Dung một trong những nhà tài trợ chính chương trình. Sau khi chương trình kết thúc mà chị nhìn cái lượng bà con của bác hôm nay chị thấy như thế nào? Chị nghĩ là bao nhiêu người đến? Chị nghĩ chắc là khoảng gần 3.000. Đúng. Nhưng mà có một cái điều rất là cảm động là bà con cô bác ở lại đến cuối cùng hết luôn. Cảm động. Dạ. Cảm động xong khóc. Đi cảm động nhưng mà nó về khóc. Lúc nào cảm động cũng chảy nước mắt được đâu. Về chùm mền khóc. Xíu nó về thì khóc sao? Không, mà thực sự là bà con cô bác rất là thương luôn á. Và chị thấy là có nhiều người ở rất là xa luôn. Ở các tỉnh tới. Bình Thuận chị. Nha Trang. Bình Dương. An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang. Tiền Giang thì gần đây. Tiền Giang thì gần đây. Thành phố Hồ Chí Minh. Là xa dữ không? Bến Tre luôn. Bến Tre cũng qua thành phố khác rồi. Bà nội ở Bến Tre mới lên. Nói chung là mình sẽ đi khắp đất nước Việt Nam này. Rồi cái mình đi qua bên quốc tế luôn chị. International mình lưu diễn luôn. Đi Mỹ đó. Đó là khát khao tụi em. Đó. Đi Mỹ nha. Cả nhà ơi, đó, chia sẻ với cả nhà cảm xúc của mọi người sau khi mình hoàn thành chương trình, hầu như là ai cũng rất là mừng luôn. Trời ơi, bây giờ khán đài mọi người đã về rồi. Nội ơi, nội. Nội ơi. Em chào anh nội. Nội, nội ơi nội. Sau khi chương trình kết thúc, nội thấy như thế nào? Nội nội đã mừng chưa? Nội đỡ lo. Nội ngủ ngon ha. Nội trời ơi, lo quá mà vô trỏng là thấy đông vui. Trời ơi, mừng hết lớn luôn á, thiệt sự. Bà nội chào nha, bà nội đi về. Dạ.
nội đi về nghe, về mạnh giỏi nghe. Ủa rồi ngày mai có bán đồ ăn ở hội quán mà. Có anh em ơi, thôi mới lên. Dạ, vậy nội nghỉ ngơi nghe. Nói lên giữ cháu mời nội đó luôn. Dạ. Nội đi rồi mà nói chuyện nha. Dạ, tuần nay nội đâu có ngủ được. Hello, cả nhà mình. Trời ơi, chị Kim Anh á là đang có em bé nghe, mà chị Kim Anh lên đây ủng hộ ông xã rồi hả? Ông xã bữa giờ bán vé hả, giải nắng dầm sương ngoài kia kìa. Tội nghiệp luôn. Mà em thấy nói chuyện bán vé bà con rất là ngọt ngào, rất là chuyên nghiệp luôn, rất là tận tình. Dạ. Mà chị thấy cái quá trình giảm cân của ảnh giờ chị thấy ảnh là đẹp trai hơn nhiều không? Ngon lành đó không chị? Gặp hết hồn ha. Không, hồi trước là ú ha. Hồi trước anh bự lắm. Dạ. Bây giờ bữa nay ngon ha chị? Nhỏ bụng chị rồi. Nhỏ hơn bụng bà xã rồi. Rồi chúc mừng gia đình mình nhiều nha, có em bé nè. Rồi hôm nay đêm nhạc lại thành công nữa. Nói chung là đúng rồi. Tới cái lúc mà Châu thưởng luôn á ha chị ha. Mà thường á là ở nhiều khi bà con mình ngủ sớm nghe, chứ không phải là đã thức khuya vậy đâu. Ở Long An bình thường á là khoảng tầm 9 giờ là thấy đường nhắc que luôn á. 9 giờ là không có xe cộ vậy đó. Ừ. Mà nay bà con đi vậy đó là thấy thành công quá trời. Quá trời đi là nhiệt tình. Là đi lên cậu hai có gì chị đó về khoảng là 9 giờ là đường nhắc que luôn. Coi là đủ tiền vé đó chị, dư tiền vé luôn. Hôm nay thấy bà con đi tới giờ này mới về đó là chịu rồi đó. Dạ. Chúc mừng gia đình mình nhiều đó. Dạ, hy vọng là cái show sau là mình sẽ còn thành công hơn nữa. Dạ, chị em mình đều cố gắng. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Kim Anh. Bye bye chị. Đó, xong rồi. Bây giờ mới thấy MC Huỳnh Thơ đi thông dong một chút, mặt đỡ căng. MC Huỳnh Thơ là trong đội của Khương Dừa, sư phụ Khương Dừa bán vé nè. Mà lúc chị đi bán vé ở bên đó chị có áp lực không chị Thơ? Lúc chị đi bán vé hả? Lúc chị đi bán vé thì đại khái là không có thi đua cho nên là không có áp lực nhiều lắm. Nhưng mà tới khi sư phụ nói là đội của mình mà bán không được là kỳ dữ lắm á. Lúc đó Huỳnh Thơ với lại chị Thùy á là lăn xả vô bán. Dạ, nhưng mà sư phụ bị ngại á, cái mỗi lần mà hai chị em bán cái sư phụ nói thôi từ từ. Để bà con của bác suy nghĩ lại. Dạ, mình không buồn bã ha. Dạ. Nhưng mà tới hôm nay chị thấy cái lượng khán giả ở đây tới thì chị thấy như thế nào ạ? Thật ra lúc nãy mà khi mà Huỳnh Thơ vào khoảng 6 giờ chiều á, Huỳnh Thơ thấy là quý bà con cô bác tới đây là xếp hàng mua vé nè. Huỳnh Thơ thấy rồi xếp hàng đi vô nữa. Huỳnh Thơ lúc đó là mình thấy là trời ơi, giống như là mình hạnh phúc lây luôn á. Mình hạnh phúc như là một phần của chương trình vậy á. Mình thấy bà con cô bác đến ủng hộ vậy là vui ơi là vui luôn. Dạ. Dạ, cho nên là tinh thần lên. Dạ, lên dạ. Tinh thần hẳn luôn. Mà Huỳnh Thơ nghĩ là anh chị em đi cái bài cũng giống như vậy. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị Huỳnh Thơ rất nhiều đồng hành với sư phụ Hương Dừa. Hy vọng là những cái show sau dạ. Mình sẽ đông vui hơn nữa. Dạ. Nha. Cảm ơn. Dạ, cũng hy vọng như vậy. Hy vọng là đến các show sau cứ mỗi lần mỗi show sau là đông hơn show trước là được ạ. Dạ, cảm ơn chị dạ. Yêu, chị yêu về nghỉ ngơi nghe. Dạ, chị Thơ sẽ đi từ bên ngoài sân khấu ra tới đây làm dạ, bạn. Dạ, chào chị. Đó, mọi người đang chuẩn bị đi về đây. Dượng ba từ ngày mai trở đi sẽ không còn phải ra nắng ngồi nữa. Dượng ba hôm nay thấy mọi người tới đông vậy, Dượng ba mừng không? Kiếm xe đi nè con ơi. Dạ. Bán nguyên ngày cái mình thấy bà con tới đông. Dạ. Cái lúc mà Dượng ba bán vé ở đây đó, Dượng ba thấy có cảm thấy áp lực nhiều không ạ? Lo lắm chứ. Dạ. Mình bán một ngày có 3-4 vé à. Cái chương trình cũng gần tới rồi, cách 2-3 ngày tìm thứ hết. Dạ. Bán hơi chậm nên cũng hơi lo. Dạ. Nhưng mà 2 ngày nay là bà con tới mua nhiều quá. Hết là cái ngày trước đây ha, cái ngày hôm qua với lại ngày hôm nay là cái tối hôm nay là mới thật sự là mừng hết hồn nè. Dượng ba cảm ơn bà con cô bác. Dạ, xin cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ cái chương trình
đêm nhạc qua sao Việt Dược tại Long An, cũng rất mong bà con Mark sẽ ủng hộ tiếp theo và anh Khương làm cái động lực cho anh sẽ làm thêm những chương trình tiếp theo nữa. Dạ, để động lực cho các anh em mình ha, để cho đợt sau là sư phụ Khương Dừa có kinh phí làm nè, nói chung có động lực. Em thấy hôm nay chắc khoảng tầm 2.000 mấy vé ha Dượng Ba, cũng tầm đó nha. Dạ, hy vọng là đợt sau sẽ đông hơn nữa. Nhưng mà đợt sau Dượng Ba có ngồi ngoài nắng nữa không ạ? Nếu mà anh Khương giống như tiếp tục ha, giao trọng trách phải không? Dạ dạ, hy vọng là nhiều khi Dượng Ba bán vé nó là cái duyên á, mới đông vậy á. Không, nhưng mà càng ngày Dượng Ba càng đẹp trai nha, từ cái thổ ban đầu mà khi gần lần đầu mà em gặp Dượng Ba là bữa nay Dượng Ba rất là đẹp trai luôn, rất là mà bà xã hồi nãy chị Kim Anh nói trời ơi giờ nhìn ngon. Ủa đâu là ai chị Mai? Là ai phỏng vấn ai mà để được nghe mà Mai nói không? Là chị Mai, chị Mai nói hay là bà đúng xã rồi. Nói? Đâu có. Mình hỏi người ta trả lời mà. Ừ. Đâu nè, Dượng Ba trả lời quá trời, mọi người nghe hả gì kỳ vậy? À cái đội này là đội tôi đang muốn. Cái này có clip nãy giờ đứng đợi không thấy mừng gì. Đây. Ủa tụi tôi bên nãy giờ Dượng Ba chia sẻ quá trời. Không, không hề nghe nha Dượng Ba. Nhưng em hỏi một câu thôi là bữa nay mình có tổng kết được số vé chưa? Chiều bà con mua nhiều lắm, mình chưa có tổng kết được. Chưa tổng kết được. Nhưng mà trên tay mình là còn lại nhiều mình biết chứ. Bán hết luôn. Bán hết sạch luôn. Bán hết luôn. Thì là hết cháy 5 ngàn vé. Không, tại vì ở trong đây còn nữa, trong đây cũng có một cổng vé nữa. Gì hả? Cho nên là chưa biết cả gia đình chưa tập hợp. Nhưng mà hôm nay em nghĩ là chắc cũng phải tầm 4 ngàn. Không, chị nghĩ chưa tới đâu, chị nghĩ là tầm 2 ngàn mấy 3 ngàn hà. Tầm đó. Là cả công cả vé VIP luôn hả? Thì tất cả đó, tầm đó. Nhưng mà hy vọng là về mình cộng con số vô nó sẽ cao hơn. Tại vì ở cái một cái sân vận động á, mình nhìn nó khó quá. Mình ướng chừng nó khó quá. Đúng rồi, khó ướng chừng. Ở cái hội quán thì nhìn mình còn ướng được nha. Ở nay nó khó quá. Trời ơi, sư phụ Phương Dừa giờ có nước. Anh xin phép về anh. Anh xin phép. Anh Dượng Ba ơi, Dượng Ba ơi. Dạ Dượng Ba về đi Dượng Ba. Bây giờ tụi em không thể nào giữ chân Dượng Ba ở lại đây được nữa. Dượng Ba nói, tụi ba nói cuối cùng ta cũng hát được hả tụi bay. Phim nào mà không có nội dung là cứ ra cái quầy vé của Dượng Ba. Dượng Ba ơi, em mời Dượng Ba bước ra đây. Vậy mày bước ra đây Dượng Ba. Em tồn không? Mệt rồi, ngồi xem cả nhà. Dạ, Dượng Ba ơi, Dượng Ba bước ra đây. Dạ, xin mời Dượng Ba về. Cảm ơn Dượng Ba nhiều nha. Cảm ơn Dượng Ba cùng những ngày qua đã chịu đựng tụi em. Dạ, cảm ơn Dượng Ba. Nếu mà chịu đựng như vậy mà chịu mình thành công. Hữu ích phải không? Cũng ráng chịu đựng tiếp. Ráng chịu đựng tiếp. Là mình ráng thôi thằng. Trời ơi. Ráng chịu đựng. Dượng Ba dễ thương quá, quá là dễ thương luôn. Quá trời dễ thương. Xin tạm biệt nha. Xin chào. Chào tạm biệt mà hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn Dượng Ba nhiều. Đó, bây giờ sân khấu chỉ còn. Không ạ, mình trùng nội dung không hay. Dạ. Ngoại ơi, hồi nãy con thấy ngoại nhảy với Châu Ngọc Tiên dữ lắm luôn nè. Bây giờ ngoại còn sức lực không? Mà con thấy ngoại ngồi chèo queo ở đây ngoại chưa về ạ. Chờ em rể. Chờ em rể không ngoại? Chờ ba quân chung á. Dạ là ai? Đang thợ ba quân chung á. Chung này cháu cái gì á? Chung nào ạ? Chung nhỏ quản lý đây nè. Chị Chung á hả? Chung vợ thạch á. Là ngoại là gì của chị Chung? Gì được. Trời ơi, thứ gì chịu nổi, ngoại ở đâu tới bữa giờ chưa gặp ngoại ta. Có chứ, có đi ở hội quán sau sao bữa giờ ở hội quán không lên nhảy ta. Ở kỳ quá lên kỳ quá. Ở hội quán không nhảy, sân khấu chưa đủ lớn, chưa đủ tầm để ngoài nhảy bây giờ. Tự nay cái thấy hứng, thấy Châu Ngọc Tiên nhảy sung quá. Nhảy sung quá. Mà nó mặc đồ đẹp quá, cái chân nó dài, nó mướt quá. Dài quá. Ngoại giàu quá. Chân cũng giống ngoại hồi đó cho nên là ngoại nhớ. Ngoại nhớ hồi xưa cho nên ngoại lên ngoài nhảy mà nhảy dễ thương quá ngoại ơi. Hồi nãy về ra ngoài đây cái mấy người khách nó trời ơi. Ngoại nhảy độc quá ngoại ơi. Hèn chi con thấy cái nét mặt của ngoại cũng rất là giống với lại mẹ của chị Trung.
quá trời luôn, gia đình mình quá trời là văn hóa nghệ sĩ, cả bên sư phụ Hương Dừa và bên thông gia, bên gia đình thông gia là đều là văn hóa nghệ thuật à. Mê rồi, đám cưới đám này đám nọ kia là gia đình bao hết, nguyên gia đình bao hết, bao hết, bao luôn cả MC luôn. Dạ vậy bữa sau bên hội quán là ngoại cũng phải nhảy y chang nghe. Rồi, bữa đầu lên nhảy. Bữa giờ là mê rồi đó. Từng này có. Dạ, dạ. Tuần này là có ngoại đó ha. Dạ, ngoại ơi, ngoại tên gì? Ngoại tên Cúc đó. À, ngoại Cúc, Châu Ngọc Cúc phải không? Nãy Châu Ngọc Tiên đó là Châu Ngọc Cúc đó. Châu Ngọc Cúc á. Ok, giờ từ nay tụi con sẽ gọi là Châu Ngọc Cúc. Dạ, lát nữa là về chung với cả gia đình mình ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn ngoại nhiều. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn ngoại, hẹn gặp lại ngoại nghe. Dạ. Hỏi quán được chưa? Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Mai. À, con cũng là đệ tử của bên sư phụ Khương Dừa luôn. À, dạ. Dạ. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn con. À xe của gia đình, cái xe mà chở mà 16 chỗ đó là xe của gia đình. Quá trời, gia đình thuê hẳn một chiếc xe chở các gian hàng buôn bán là bắp nước này kia là xuống đây để phục vụ bà con cô bác coi ca nhạc đó. Bây giờ là gia đình mình khởi hành đi về. Bye bye chị yêu, hẹn gặp lại. Dạ bây giờ là chắc cũng chuẩn bị di chuyển. Được ơi, nhớ đưa cây chị nghe. Ôi, sư phụ Hương Dừa ơi, cho em phỏng vấn vài câu đi, cảm xúc. Đâu bóng tối vậy? Không cần, em chỉ thấy cần thấy ánh sáng là em vui rồi. Rồi, đứng đâu trong bóng tối. Anh cảm thấy nào? Anh cảm thấy... Đang like hay là đang không, quay? Không, em quay thôi. À, đang quay, biết nó theo quay, còn like nó theo quay, like. Dạ. Nói chung là bây giờ là bụng đói còn cào, rất là đói bụng luôn. Dạ. Tại vì hồi chiều Hương Dừa cũng đang lo lắng, mà không ăn cơm nổi. Dạ. Rồi xong bây giờ khúc đầu mà tới đông á, cái mình hừng hực khí thế luôn, mình sung lắm, năng lượng nhiều lắm. Cái mình nói chuyện hồi tới chích màu tổ rồi tới tầm 10 rưỡi đói bụng quá chừng luôn rồi. Giờ là kết thúc rồi, giờ là gần 12 giờ. Đó, mới ăn được hủ yến. Vẫn còn rất đói. Nhưng vẫn còn hơi để gửi lại cảm ơn đến tất cả quý bà cô chú anh chị đã yêu thương team Hương Dừa. Dạ. À, đã đến yêu thương nghệ sĩ, đến với lại đêm nhạc của hội quán ngôi sao miệt vườn. Cảm ơn mấy đứa em rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn Mai nè, bà con bác khán giả trên kênh của Mai nữa. Mai cũng đi lăn xả truyền thông rồi cũng bán vé giúp Hương Dừa. Cảm ơn ban lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Long An. Bữa nay đói quá cho nên nói nó bị lắp bắp, với lại cái thứ hai nói bị sai thông tin. Dạ. Cho nên bà con bác thông cảm ha. Dạ. Hy vọng là bà con bác xem clip này được thì để lại những cái bình luận ủng hộ tinh thần cho mấy anh em Hương Dừa đấy, để cho các anh chị địa phương rồi thấy rồi đêm nhạc cũng được ủng hộ nhiều nên sẽ ủng hộ để mình về mình làm những cái đêm nhạc tiếp theo ở ở các huyện của tỉnh Long An. Dạ. Hy vọng là vậy. Hương Dừa thấy là trời ơi là cũng cũng là không sao. Ủa quá đáng thiệt chứ. Thế là cũng... em đuối nha. Thấy là cũng cái gì chuyện gì thì lộc này của chú thôi thôi em giữ đi mai dạ em cảm ơn thôi để em giữ đi mai được xì đó giữ xử đi cái gì mai được xì hay là hoa của bà bác gửi cho anh Kim Tử Long rồi gửi Thương Dừa gửi cho MC rồi đó rồi đó rồi tổng hợp lại. Dạ. Nhưng mà để Hương Dừa. Dạ. Để... Còn cái này mới là của anh nè. Ủa vậy hả? Này, của anh có nhiêu đây hả? Ủa của anh 30 vậy? Người sư phụ của anh 50. Có gì vậy? Không có một cặp này. Trời ơi, nói chung là cả team của sư phụ Phương Dừa luôn, mà em biết cái người mà chút được áp lực trên vai nhất là sư phụ Phương Dừa. Những ngày qua thật sự là rất là lo lắng, rất là áp lực cái show đầu tiên ha. Rồi bà con cô bác thấy quá trời là xe cộ rồi thiết bị âm thanh ánh sáng rồi đủ thứ mọi chi phí hết. Mà giờ mà làm mà em nói lỗ quá rồi cái chắc cũng lỗ á, nhưng mà chắc không lỗ nhiều. Cầu trời cho quề đi còn đỡ. Tại vì đang là mình tính chi phí là tính chi phí rồi mình tính bán vé là 150-300 thì mình tính chi phí làm. Dạ. Còn ở đây là có thể là chi phí cho anh em nghệ sĩ cũng hơi bị thấp xíu nữa. Đó. Tại thôi nó có ghép
cảm ơn nhiều, không nhìn thành phủ về. Cho nên anh về anh nghỉ nha. Chúc mừng sư phụ Phương Dừa, dù ít dù nhiều đi cũng còn đỡ. Dạ, nói chung là gửi lời cảm ơn tất cả có thiếu sót bao mắt không cảm bỏ qua. Dạ. Bây giờ là hết hơi hết sức rồi. Hết hơi hết sức nha. Dạ. Cảm ơn sư phụ Phương Dừa đó. Cảm ơn bà con cô bác. Bây giờ tụi em tiến về Sài Gòn. Tiến về Sài Gòn. Dạ, hẹn gặp mọi người ở những cái chương trình sau.